hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tái chế cho những cái bút bi này nha. Mình sẽ biến chúng thành những cành hoa. Thực ra những cái bút này là mình chưa xài hết đâu. Làm xong khi nào bút hết thì mình vẫn có hoa để trưng. Bây giờ mình sẽ làm hoa ha. Mình sẽ cắt những miếng này, mỗi miếng này là dài khoảng 6 cm, thì mình sẽ cắt nó làm 12 để mình gập đôi lại. Mình miếng keo hai mặt dán vào giữa rồi lấy kẽm si dán vào như thế này, gập làm 4, sau đó mình sẽ lấy kéo cắt ra hình cánh hoa. Tránh cái việc tươi, mình sẽ lấy quẹt hơ thế này, vừa hơ và mình vừa bẻ cánh ha, để cho cánh nó tự nhiên. Và mình phải làm tổng cộng là 6 cánh cho mỗi một bông hoa nhé. Cũng đừng ai hỏi mình đây là hoa gì, bởi vì mình cũng không biết đó là hoa gì. Sau khi làm xong đến phần nhụy thì mình sẽ lấy những cái nhụy bằng cườm như thế này, gấp đôi vào và nhét vào phần đầu cái bút. Sau đó là mình lấy súng bắn keo gắn cánh hoa vào. Nhớ là bẻ cánh như này, bẻ ngửa nó ra như thế này cho nó dễ gắn này. Về phần cái hoa thì mình sẽ gắn ở phần cái nắp bút á, để mình tháo ra tháo vào để còn viết. Nhà bạn nào đó có những cái bút bi đã xài hết mực rồi á, thì giữ lại để làm hoa. Còn không thì mua về làm hoa thế này, coi như là vừa có bút viết đẹp mà vừa có một bình hoa. Cái bút á, thì mình sẽ cuốn bằng cái ri băng màu xanh lá như thế này. Lá hoa thì mình sẽ làm 4 cái lá và mỗi cái là dài 7 cm. Mình cắt như thế này và gấp đôi nó lại và tỉa hình cái lá, sau đó lấy quẹt hơ. Sau một năm đi học sẽ có một bình hoa to. Đấy là trong trường hợp mà các bạn không bị chuông chỉa hoặc là mất bút. Bút mình làm hoa như thế này cũng chả ai dám lấy, mà lấy cũng chả biết làm sao mà dùng. Mà dùng là mình biết ngay à. Mấy bạn văn phòng chỉ cần 5 bông hoa như thế này cắm vào hộp bút á, không cần cả một bình hoa ở trên bàn vẫn đẹp. Vừa có bút để dùng, vừa có hoa để trưng, một công đôi việc. Bây giờ là mình sẽ gắn lá vào như thế này này. Cuốn cái lá vào và che cái phần gốc đi. Làm nói chung là đơn giản lắm. Nhưng mà lúc mà mình cuốn cái ri băng này này, mình nhớ là cuốn tách cái phần đầu bút với lại cái thân bút ra nha. Chứ không cuốn chung mà không biết sao để lấy ra để viết á. Để làm hoa như thế này thì các bạn chọn là cái ri băng bản lớn khoảng 5 cm là rất là đẹp nha. Đây là các màu sắc mình làm này, nhìn cưng chưa? Nhìn trông nó to vậy thôi chứ không hề nặng nha, rất là nhẹ. Mình rút ra cũng nhẹ nhàng để viết này, cắm ở đầu bên kia viết không ảnh hưởng gì hết á. Bây giờ thì đem nó đi cắm vào ống bút nào.